khờ. Bớ khờ. Dạ, ông gọi con. Kêu một tiếng là phải có mặt. Dạ. Làm cái gì mà chậm lục dữ vậy? Dạ, con đang quét dọn ở đằng sau ông. Giỏi. Dạ. Nè, nghe ông dặn nè. Bữa nay em có công có chuyện, ông phải đi. Ừ. Con ở nhà ráng giữ nhà. Nhớ đừng có để trộm đạo. Nó vô nó ăn cắp đồ của ông nghe chưa? Dạ, ông yên tâm đi. À, ông đi đâu vậy ông? Số làng dày. Ông bá hộ ở làng bên cũng có đứa con gái sắc nước hương trời. Dạ. Mà nó yêu cái phường trôi sông lạc chợ. Nên không có môn đăng hộ đối, ông không có gả. Thì cuối cùng nó quyên sinh vì cái thằng trôi sông đó. Ông mới vớt xác nó lên hôm qua. Tẩn liệm cũng có tiệc. Cúng cũng có tiệc. Dạ. Chôn cũng có tiệc. Mở cửa mã cũng có tiệc. Dạ. Cho nên là hôm qua bển ông dự tiệc. Tới cái lúc mà chắc mừng tần rồi ông mới về. Ông đi lâu vậy luôn hả ông? Ừ. Dạ. Bởi vậy ông đi lâu cho nên ông dặn con là vậy. Nhớ ở nhà ông có con gà mái dầu. Dạ. Con nó đẻ sai lắm. Ráng giữ nó. Đừng có để cho lũ chó nó vô nó cắn. Hư cái con gà mái dầu của ông là về ông quýnh chết. Dạ ông yên tâm đi, con giữ con gà mái dầu cho ông ha. Thứ hai là trên giàn bếp ông có để cái giò thủ. Dạ. À, cũng ráng giữ cái giò thủ đó. Đừng có để mấy con mèo nó vô nó ăn vụng. Mấy con chuột nó phá. Dạ ông yên tâm đi, con giữ kỹ cho ông luôn. Đặc biệt cái này nè. Dạ. Trong nhà có cái hũ. Mà ông ngâm con đừng có tưởng đó là hũ rượu nha không. Cái gì vậy ông? Thuốc độc đó. Trời ơi ghê ghê vậy đó hả? Ông ngâm thuốc độc để ông tẩm vô thức ăn. Ông làm mồi, ông giết chuột. Một giọt trong cái hũ đó thôi giết chết nguyên một bầy voi tánh linh đó. Trời ơi ghê vậy hả ông? Ừ. Thôi con không dám đụng vô nó đâu. Mất công tôi mạng con luôn á ông. Ông nói ra để cho con biết. Chứ con tưởng rượu con uống con chết có ngày à. Thôi ghê quá con sợ quá. Thôi ông đi đi. Con ở nhà con giữ con gà. Giữ cái đùi gà. Cái giò thủ của ông. Ừ. Rồi con cấm không cho ai được đụng vô cái hũ đó là chết liền đúng không ông? Ừ. Dạ. Giỏi. Dạ. Giữ kỹ gà cái giò thủ với cái hũ rượu. Nhớ dạ. Rồi chưa? Dạ. Ông đi về rồi ông thưởng cho. Dạ. Bay đâu? Chuẩn bị ngựa cho tao cởi nha. Hôm nay ông đi ngựa hả ông? Thì đi ngựa. Khờ ơi khờ. Trời đất ơi, cái cổng ở đằng trước sao mày đóng mà cái cổng ở đằng sau mày mở tát quát vậy khờ. Trời đất ơi. Lâm gà. Xương gà. Trời đất ơi, có hũ rượu nữa. Trời đất ơi. Trời ơi. Không còn một giọt. Tổ bà. Trời ơi. Mày ngủ mày nằm mày đưa cái ngã ba mày ra thấy ghê quá. Khờ ơi khờ. Ô dạ. Khờ ô ơi dạ. Khờ. Trời ơi. Vợ nha, tao ngủ tao cọc lắm á nha. Trời ơi bà nội cha mày tao nè. Cái khờ khờ. Dạ. Ừ, khờ mày ngồi dậy. Ông chủ. Dạ. Ngồi dậy mày nghe tao hỏi nè. Dạ. Trời ơi tao đi đám ma. Trời ơi tao về tao dòm nhà cửa tan quan. Trời ơi. Con gà mái dầu ở đâu rồi? Con gà mái dầu đâu rồi? Dạ. Ông ơi ông nghe con kể nè. Con ngồi con canh suốt luôn. Cái con gà đó nó đi đâu con đi theo đó. Rồi cái giò thủ con giữ kỹ lắm. Nhưng mà con canh hồi cái con mắc quá con mới đi ra sau vườn. Con quay lên con chó nó chụp con gà nó đi rồi. Cái giò thủ con mèo nó nhai nó ăn luôn rồi. Trời ơi. Buồn quá trời buồn luôn rồi. Ông tha lỗi cho con.
Vậy là gà thì bị chó ăn. Dạ. Con giò thú thì bị mèo tha. Dạ. Vậy còn cái hũ, cái hũ hũ thuốc độc á hả? Thuốc độc hồi nào? À, ông nói thuốc độc để thuốc chuột rồi này nọ, con uống con tự tử chết. Đó là cái hũ rượu quý tao ngâm toàn là sâm cao ly, sâm đại hàng, hổ Hà Nam. Ngựa mới vừa cắn thai, trời đất có đồ quý không mà mày lấy, trời ơi. Con đâu có biết đâu. Khờ. Dạ. Mày tên gì? Dạ con tên Khờ. Mày tên Khờ mà tao tưởng mày tên Biệp chứ. Dạ đâu có. Trời ơi, Khờ ơi.